Tại sao người đàn ông lại chọn im lặng khi giận nhau? Thường thì chị em phụ nữ khi mà thấy người đàn ông im lặng thì họ sẽ nghĩ ra là hàng ti tỷ lý do và suy diễn để giải thích cho việc ấy. Theo tâm lý học hành vi thì hai người mâu thuẫn, đây chính là lý do cơ bản khiến cho người đàn ông im lặng. Đó là anh ta đang có những cảm xúc tiêu cực và nói ra những cái lời nói gây tổn thương đến bạn. Rất nhiều người đàn ông chọn cách im lặng để mọi chuyện không tồi tệ hơn. Đàn ông á, họ rất sợ khi mà họ nóng giận, họ sẽ vô tình buột miệng nói ra những lời khiến cho chị em phụ nữ bị tổn thương. Im lặng là cách người đàn ông kiềm chế cảm xúc của mình, bởi vì họ biết là bạn rất quan trọng đối với họ và họ cũng rất quan tâm đến cảm xúc của bạn. Đôi khi đàn ông á, im lặng vì họ đang học cách lắng nghe, họ trân trọng bạn, họ muốn biết là họ sai ở đâu và cần sửa chữa những gì. Họ muốn bình tĩnh, lý trí hơn, chờ thời gian cả hai người lắng xuống để giải quyết mọi chuyện. Đây là cách cư xử của một người đàn ông điềm đạm, chín chắn và anh ấy muốn trở nên tốt hơn trong mắt của bạn. Tuy nhiên, im lặng để cơn giận lắng xuống chứ không phải là im lặng một thời gian quá lâu sẽ là một cách giết chết một mối quan hệ các anh nhé. Vậy nên đừng vội hiểu lầm người đàn ông khi họ im lặng vì chỉ muốn là giải quyết vấn đề theo một cách êm đẹp nhất thôi các chị em nhé.